Làm PT thì trước đó là mình là một thủy thủ ở trên tàu biển, và cái công việc ở trên tàu biển khiến cho cái kỹ năng giao tiếp của mình giảm sút kém đi rất là nhiều, vì là ở trên tàu thì chỉ có thường thường là chỉ có 20 người thôi, và hầu như là không được tiếp xúc nhiều đối với lại thế giới bên ngoài đó, mình đều phải lênh đênh trên trên biển mà. Và những cái kiến thức mà mình biết thì chủ yếu là chỉ về nghề thủy thủ thôi, chứ còn những cái kiến thức ở ngoài xã hội thì mình rất là kém. Thế thì sau khi mà trở thành một huấn luyện viên thì mình đã được gặp gỡ cũng như là giao tiếp với lại rất nhiều người, và cứ mỗi một khách hàng mà mình gặp thì người ta lại cho mình thêm những cái bài học về kỹ năng trong cuộc sống, rồi thì là những cái mối quan hệ trong cuộc sống của mình cũng nhiều lên rất là nhiều, và những hiểu biết ở trong cuộc sống của mình nữa nó cũng được tăng lên khá là nhiều. Nó làm cho cái vốn sống của mình nó được tốt hơn hàng ngày.